Mùa hè năm nay, mưa bão ảnh hưởng từ đông sang tây trên Hoa Kỳ. Từ mưa đá ở New England, mưa lớn ở Minnesota, làm cho những người đi State Fair bỏ chạy. Độ nóng cấp 3 con số ảnh hưởng rất là nhiều người ở Trung Tây Hoa Kỳ trong lúc này đang kéo tới hướng đồng. Đóng cửa sớm gần 60 trường học ở Philadelphia. Ngày hôm nay và ngày mai. Nhiệt độ lên tới gần cả trăm độ ngày mai. Trường học cần có máy lạnh đàng hoàng để cho học sinh trở lại đi học. Chicago ngày hôm nay cảm giác giống như 115 độ. Rất là tồi tệ xảy ra. Nhiều người chạy tới cái hồ Michigan. Gọi tới cái hãng sửa máy lạnh rất là nhiều. Số điện thoại người ta gọi tới chúng tôi tăng lên khoảng chừng 30% so với hồi tuần rồi. ông có phải nhìn thấy trời nóng như nó xảy ra thường thêm phải không? Đúng rồi, bây giờ tôi nhìn thấy nó giống như bình thường vậy đó. Trời nóng càng ngày càng nhiều. Nhiệt độ lên tới 100 độ thì thường thường nó cả tuần. Còn hồi xưa đó, là lâu lâu mới thấy một lần. Còn về ở Alaska, đe dọa đất lở lần thứ hai đang nhìn thấy xảy ra. Thành phố nhỏ Ketchikan, cha và một người chồng đã bị chết vào bữa Chủ nhật vừa qua. Ông ta lúc đó đang dọn dẹp ngay cái đường mương cho nước chảy, bị đất lở từ phía trên tràn xuống. Sean, Sean đã bị chết. Người ta tưởng nhớ tới ông Sean. Rất là tin tưởng về của tương lai, ông làm đủ hết. Người lo lắng cho gia đình mình rất là nhiều. Stretch, Trong lúc này, mưa bão đe dọa tới nhiều người khắp nơi trên Hoa Kỳ.